Mặc dù đã tất cả các nghiên cứu đều chỉ ra rằng sốt là một cái phản ứng có lợi của cơ thể và nó giúp cho bệnh nhanh khỏi hơn. Tuy nhiên trong thực tế là điều trị thì cái sai lầm người ta không có tuân theo những cái thực hành mà các nghiên cứu đã chỉ ra và người ta vẫn thực hiện theo những cái truyền thống. Vậy thì hôm nay bác Công chỉ nói một cái vấn đề thôi, vấn đề là khi nào cần phải dùng thuốc hạ sốt. Thì đối với những em bé khỏe mạnh, không có các bệnh lý về bẩm sinh như là tim bẩm sinh, não bẩm sinh, bị bỏng hay gì cả, thì mình chỉ dùng thuốc hạ sốt trong hai tình huống sau. Tình huống thứ nhất là sốt vượt quá 40 độ. Thì bất luận là em bé chơi hay em bé không chơi, thì chúng ta cũng nên cho bé uống thuốc hạ sốt. Bởi vì người ta thấy rằng với cái nhiệt độ trên 40 thì sốt không có lợi nữa và nó sẽ làm cho các quá trình chuyển hóa trong cơ thể của em bé nó bị rối loạn. Tình huống thứ hai mà chúng ta cần phải dùng thuốc hạ sốt đó là sốt dưới 40 độ và em bé rất mệt. Thì đối với cái từ rất mệt này, tùy từng lứa tuổi, có những đứa lớn nó rất mệt thì nó sẽ thể hiện ra là nó lừ đừ, nó ly bì, nó lên giường, nó nằm, nó khóc. Còn những cái bé nhỏ thì nó sẽ quấy khóc, inh ỏi lên, tùm bù loa lên rồi, bám mẹ, bám người, không có chơi và không có ngủ được, không có ăn. Thì đó là lúc mà em bé rất mệt. Thì mục đích của dùng thuốc hạ sốt là giúp em bé cảm thấy dễ chịu hơn, chứ mục đích dùng thuốc hạ sốt không phải là làm cho em bé mát. Mọi người nên nhớ cái chuyện đấy. Bởi vì sốt là phản ứng có lợi, sốt nó sẽ giúp cho bệnh nhanh khỏi hơn. Tuy nhiên khi mà nhiệt độ nó lên đến một ngưỡng nào đó, nó làm cho bé rất là mệt rồi á, thì lúc đó mình hỗ trợ bé một liều hạ sốt để cho bé cảm thấy bớt bị mệt hơn, bớt mệt hơn. Cho nên nhiều phụ huynh cứ thấy là uống hạ sốt xong mà con nó chẳng mát gì cả thì lo lắng phát hoảng lên. Thì bác vẫn nói là uống thuốc hạ sốt mục đích là để cho bé cảm thấy dễ chịu. Nếu bé đang quấy khóc bù loa lên ấy, hoặc nó đang lừ đừ nó nằm một chỗ, mình cho uống thuốc hạ sốt 3-40 phút sau em bé dậy chơi và hết quấy khóc, thì như thế gọi là có đáp ứng rồi, chứ không cần phải em bé mát và cũng không nên để cho em bé mát hoàn toàn nhá. Còn đối với những cái bạn có một cái cơ địa bệnh đặc biệt, ví dụ như là bệnh tim bẩm sinh, bệnh não bẩm sinh, bệnh phổi bẩm sinh, những em bé bị chấn thương vào đầu, những em bé sau phẫu thuật, những em bé bị bỏng, hoặc những em bé có bệnh lý như lupus, ung thư, bệnh hồng cầu hình liềm, thì những bé đó sẽ có chỉ định hạ sốt sớm hơn những em bé bình thường khác và nên có sự chỉ dẫn cụ thể từ phía bác sĩ. Rồi, thì cha mẹ mình nên phụ huynh nên tập với thói quen là nhìn em bé chứ đừng nhìn nhiệt kế. Nhìn em bé nghĩa là gì? Tức là nhìn xem con mình nó đã mệt chưa. Đấy, nó đã đến lúc cần phải hỗ trợ cho con để cho con cảm thấy dễ chịu chưa. Chứ đừng có nhăm nhăm nhìn vào nhiệt kế 38 rưỡi 39 gì đó mà phát hoảng lên, là cái đó không cần thiết. Các con số thì chỉ có tính chất tham khảo thôi nhá. Mọi người lưu ý cái chuyện đó. Còn bác nói thêm một cái mục nữa, đó là sốt khi nào cần phải đi khám. Thì có 7 dấu hiệu. Đấy, hễ có những dấu hiệu này, một trong những dấu hiệu, bất kỳ dấu hiệu nào trong số những dấu hiệu này thì nên cho bé đi khám. Thứ nhất là trẻ dưới 3 tháng tuổi bị sốt là phải đi khám. Thứ hai, trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi sốt trên 39 độ thì nên đi khám. Thứ ba, trẻ trên 3 tuổi mà sốt 40 độ trở lên thì nên đi khám. Thứ bốn là trẻ bị sốt và co giật. Thứ năm, trẻ bị sốt và có phát ban, bởi vì bây giờ có rất nhiều cái bệnh phức tạp, nó có biểu hiện ra nhiều loại hình thái ban khác nhau, trong đó những cái có những cái ban rất là nguy hiểm. Dấu hiệu thứ sáu, trường hợp thứ sáu là em bé có cái bệnh nền có sẵn, là những cái bệnh bác mới kể đó, bệnh tim, bệnh não, bệnh phổi, bẩm sinh mà em bé có sốt thì nên đi khám. Rồi, trường hợp cuối cùng đó là sốt nó không có dấu hiệu nào trong số dấu hiệu 6 dấu hiệu trên cả, nhưng mà nó sốt quá 7 ngày, tức là sốt quá một tuần lễ mà không hết thì cũng nên đi khám. Thì đó là những cái lưu ý trong cái thực hành sốt, thì phụ huynh cứ như thế mà làm, chứ mình không có thực hành theo phương pháp cũ nữa nhé. Thì mọi người nên nên xem thêm cái video là những sai lầm về sốt của bác để mình có thể có một cái kiến thức tổng hợp hơn về sốt nhá. Rồi, bye bye mọi người.